Vâng, xin chào các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em quay video giới thiệu về mọi người về một lần nữa về cái cây lan kiếm. Lan kiếm xanh Huế. Bởi vì cái cây lan kiếm này thì dạo trước em đã giới thiệu rất là kỹ ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em rồi. Và hôm nay em xin giới thiệu lại. Bởi vì một số anh em là có thể là chưa biết nó nở ở trong cái điều kiện nó thời tiết khác nhau ấy thì nó sẽ khác nhau một chút. Mấy hôm nay có mấy anh mấy chị hỏi với em về cái việc là nó nở cái lưỡi nó quận với lưỡi lệch với cả hoa thân lá, thì em cũng nói là như này, thì cái cây xanh Huế này ấy, thì nó có cái bộ thân lá của nó là đặc trưng kiểu xanh Huế, nó là như vậy chứ không phải là một cái cây hoa là lá giống xanh Huế nhưng mà lá khác hoàn toàn ấy, thì không phải. Cái cây này là cây xanh Huế, thân lá rất là to và hoa rất là dài dày và nở hoa gần như quanh năm nếu như mà trong điều kiện là thời tiết là nắng nóng quanh năm ấy thì là sẽ nở quanh năm, còn điều kiện mà lạnh như ngoài miền Bắc ấy thì nó sẽ nở hoa nó sẽ khác nhau hơn. Thì đây em sẽ giới thiệu từ cái phần thân lá trước, xong rồi sẽ nói đến cái phần về cái cây sau. Đây thì nó củ của nó thì nó rất là nhiều củ, nhưng mà đây thì phải nói đến cái mầm trước nhá. Đây này, anh chị thấy lá nó to, nó rất là to khi mình nuôi thành cái bụi như này. Đây về mầm thì nó vẫn như các mầm xanh Huế lần trước em nói ấy, cái mầm của nó rất là to, à quên, mầm của nó rất là xanh. Mầm nó là mầm xanh vàng bởi vì hoa của nó là hoa xanh vàng mà, nên mầm hoa của nó sẽ là mầm xanh lét luôn và sẽ không có sọc tím hay không có vẩn tím vào những cái đầu mép này. Mọi người chú ý là như vậy ạ, cái mép này là không bao giờ có vẩn tím hay gì cả nếu là xanh Huế. Đấy là cái nói về cái mầm của nó, mầm luôn xanh vàng, xanh sạch, không ánh tím hoặc xanh đậm thôi. Đấy, xong rồi nói đến cái về cái phần củ lá. Củ nó thì nó dạng củ đây, em không biết quay củ nào thì dễ nhìn này. Đây rồi, củ này khả năng là dễ này. Đây, củ này đây mọi người nhìn thấy đấy ạ. Dạng củ của nó là dạng củ bầu dục, hình bầu dục đây mọi người nhìn ạ. Củ của nó là hình bầu dục nhá, nó không phải dạng củ tròn như là Phan Chí hay là Vàng Thiên Ninh đâu ạ. Phan Chí, Vàng Thiên Ninh là cũng là kiếm rừng nhưng mà nó là dạng củ tròn, còn đây là củ dài. Củ này là củ hình bầu dục, lá dài, lá dựng lên. Lá dựng nhá, cổ lá này dựng này. Đấy, chi tiết của nó là cái lá, cổ lá này nó dựng này. Kể cả cây bên này cũng thế này, cây tơ này cũng thế này này. Ôi nhìn cổ lá dựng này. Cổ lá dựng nhá. Và nó có những cái sọc này, rất là rõ. Mọi người nhìn thấy cái sọc. Cái sọc này. Đấy, thân nào nó có cái sọc sọc gần trắng kiểu này. Và những cái mà tiếp theo đó chính là cái dáng lá của nó đây. Cái dáng lá này, cái bụi này to quá, chả biết dáng lá của gì đây. Nhìn củ tơ bên này đấy ạ. Đây, mọi người nhìn củ tơ bên này. Đây là củ nhá, lên dạng lá đây. Lá rất to, chứ không phải là dạng lá nhỏ. Đương nhiên là nó cũng có những cái lá nó bị to nhỏ thì tùy vào mình chăm ấy. Những cái lá này nó là... Lá này nó dài khoảng tầm độ 60 đến có thể là 70-80. Lá nó thì mõm lá khuyết này. Mõm lá khuyết nó có rất nhiều kiểu khuyết, nó không giống cái nào cả. Thế nên là cái này thì cần phải nói về là trình độ nhận biết ấy, chứ cái độ khuyết này của nó thì không nhìn ra được cái gì đâu. Đấy, có cái lá nọ thì lá này khuyết nhọn hoắt này, mọi người nhìn này. Đấy, những cái lá này thì nó lại khác này, khuyết khác này. Đấy, lá này khuyết lệch này. Đấy, mỗi cái một cái lá, có cái lá này thì nó chả khuyết gì. Đấy, nên để nói là mỗi một cái lá thì nó có độ khuyết khác nhau, nhưng mà không quan trọng. Lá thường nó khuyết không đều nhưng mà không quan trọng vấn đề đó. Bởi vì cái lá mà nó khuyết nhiều khuyết ít không quan trọng, quan trọng anh chị mua đúng cây là được. Phi Điệp thì có cái anh ấy bảo em mà lá khuyết ấy, nhưng mà em thì thế là lá khuyết Đai Châu, Phi Điệp hay những cái cây khác thì thôi. Độ khuyết của nó không quan trọng, độ khuyết lá của nó không quan trọng đâu. Giá như nhau, có cây này nó khác này. Mỗi cây nó kiểu khác, mỗi cái lá nó kiểu khác nhau. Còn đương nhiên là mỗi cái khuyết này thì bao giờ nó cũng sẽ bị lệch. Một cái khuyết thì là nó sẽ là một cái khuyết dài và một khuyết ngắn.
một khuyết dài và một khuyết ngắn, chứ nó không đều được, nó như bàn tay của mình này, năm ngón bao giờ cũng sẽ ngón ngắn ngón dài, cái này thế thôi. Hai cái lá nó chập vào nhau, hai nửa lá nó chập vào nhau ấy thì nó sẽ không thể bằng nhau được. Thì cái việc mà lá khuyết thì nó không quan trọng, và đôi khi nó cũng sẽ có thể gần một chút này. Đấy, mọi người nhìn thấy nó gần gần dọc, nhưng mà không quan trọng vấn đề đó, nó vẫn là xanh Huế là được. Nó vẫn sẽ có những cái lá gần này hoặc lá sần như ở Phan Chí Sần ấy, thì là mọi người có thể xem những cái clip cũ của em ấy, nó có những cái cây Phan Chí hay là những cái lá Huế, thân lá nào em cũng phân tích rất là kỹ rồi. Thì cái dáng lá của nó, cái lá xanh Huế này tối đa của nó cũng phải được tầm 6 cm rưỡi 7 cm, tầm 7 cm là cũng có. Và trong miền Nam ấy thì nuôi rất là tốt và thân lá to hơn rất là nhiều ngoài miền Bắc, bởi vì trong miền Nam là nắng quanh năm, còn miền Bắc thì nuôi nó sẽ kém hơn, thân lá sẽ nhỏ hơn. Đấy, thì em nói đến vấn đề hoa. Hoa của nó thì nó nở vào dịp từ tháng 2, tháng 3 cho đến chắc tầm tháng 3 ấy. Từ tháng 3, tháng 2 vẫn còn lạnh, chưa có hoa được. Ngoài Bắc thì từ tháng 3 đến tầm độ tháng 11 là vẫn có hoa. Nếu như một cái chậu to mà tầm độ hơn chục thân như thế này thì nó sẽ có hoa tầm độ 3 đến 4, 5 lần một năm. Mỗi lần nó sẽ cho 1 đến 2 cần hoa. Như lần này là vào dịp là mùa thu là nó mát rồi, nên là cái việc mà đây, cái bông hoa của nó anh chị nhìn đấy ạ, cái lưỡi của nó khá là thẳng. Đây em sẽ nhiều chi tiết này. Cái lưỡi của nó khá thẳng và nó chia hoa rất là dày, chứ nó không bị cong như là đây, nó cuộn hoa nó đều cân nhưng không bị vẹo. Bởi vì có mấy anh hôm qua hôm kia cứ bảo em là bị vẹo, nhưng mà đây thì nó bị vẹo rất là ít. Đây bông này bị vẹo rồi, vẹo lưỡi này, nhưng có bông thì nó không bị vẹo như bông này đấy. Có bông thì bị vẹo, có bông thì không. Và thường thì nó ở trên đây, cái bông đầu tiên này bị vẹo chuẩn, bông đầu tiên này bị vẹo đúng không, bông thứ hai này nó cũng hơi vẹo một tí, hơi lệch. Nhưng cái việc mà bị vẹo ấy thì nó do vào dịp nở, em hay thấy là nó do vào dịp nở là chủ yếu. Bởi vì sao ạ? Cái dịp mà ở trong miền Nam ấy thì em chưa ở trong đấy thì em chưa biết, nhưng mà nếu mà để nói về miền Bắc ấy thì cái dịp mùa hè nắng nóng ấy, người mình còn khó chịu thì huống chi là cây. Nó cho rằng bông hoa thì chắc chắn là nó sẽ không phải đạt được bằng cái mùa hè, à mùa thu được. Mùa thu hoặc là đầu mùa hè thì hoa kiểu gì nó sẽ đẹp hơn. Bởi vì cái dịp mùa đó nó là thời tiết nó ổn định rồi, nó mát rồi. Thời tiết nó không còn quá nóng nóng bức và nó quá khô. Nhưng bây giờ là đang là dịp tháng 9 ấy thì nó cũng khá là mát rồi. Và tối là bắt đầu hơi có sương, nhưng mà nó không phải là lạnh và nó cũng không khô. Nó chưa có gió, nó chưa có gió để mình cảm thấy là nó khô quá. Thế nên cái việc nó nở cây xanh Huế này, ngày xưa nó gọi có nơi gọi là thứ thời ấy, bởi vì là nó nở quanh năm mà. Trong miền Nam mà nuôi nóng là nở quanh năm không kể lúc nào. Thì cái việc nó nở ở cái điều kiện là có lúc thì lưỡi vặn, có lúc thì lưỡi nó phẳng hết ấy, thì đấy là nó tùy vào mình chăm sóc với cả thời tiết ảnh hưởng rất nhiều. Thế nên mọi người chú ý cái cây này nó là cây lưỡi hơi vặn, nhưng nó cũng có những cái lúc là nó nở là lưỡi nó sẽ phẳng hết hoặc là lưỡi tương đối phẳng, chứ không phải là bông nào là nó cũng vặn hoặc là bông nào là cũng ấy. Thì nó phụ thuộc vào cái dịp nở hoa và cái độ khỏe của cái cây của anh chị mà to khỏe ấy, mà nở vào những cái dịp mát như thế này ấy, thì chia hoa như thế này em thấy không khác gì là hàng Đài Loan cả. Đấy, anh chị nhìn thân lá rất to cân đối ấy, mà chia hoa rất là dày, không khác gì hàng Đài Loan. Còn hàng hàng Việt Nam ấy thì có cái cây xanh Huế này nó chia hoa nó cũng hơi thưa và nó không đều như này đâu. Nhưng mà lần này là nó nở như thế này là em thấy là nó chia hoa rất dày và cũng khá đều. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại là cái thời tiết dạo mấy hôm nay là nó cũng đang dạo này là nó cũng đang mát dần rồi. Thế nên là nó sẽ hoa nó sẽ đẹp hơn, đấy là chắc chắn. Chứ còn thì mấy cái tháng trước thì em thì cũng không quay về cây này, mà quay từ dịp đầu năm nó cũng đẹp. Lúc đấy là nó cũng đầu xuân, tầm tháng 4 à đầu hè chứ. Tầm tháng 4 hay sao ấy, em không nhớ. Nhưng cái video đó thì em đã phân tích rất là chi tiết rồi. Ở trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em, anh chị có thể tua lại những video hoặc xem những video khác liên quan những cái cây kiếm ấy, thì em đã phân tích rất là chi tiết. Còn cái cây xanh Huế này thì cây kiếm xanh Huế này thì nó cũng không phải là ít lắm, nó cũng là rất là nhiều nơi đại trà rồi.
Nó quan trọng mình mua phải được chuẩn cây, nếu không mình mua nhầm cái khác ấy thì mình kể cả mình mua thân nhỏ chăng nữa, nhưng mà đến khi mà nuôi nó to ấy thì thân lá nó không to được. Còn cây này thân lá tối đa là em đã tìm nhìn thấy ở miền Bắc là thân 7 cm, lá to 7 cm và dài khoảng tầm độ 5-60 thôi, 4-50 thôi, bởi vì nó rất ngắn và rất to. Nhưng cái đấy là mình phải nuôi. Như cái bụi này của em lá nó cũng được tầm khoảng 5-6 cm ấy, khoảng 6 cm. Nhưng mà nó thì nó cũng là tương đối đẹp, chậu to. Chậu này thì để hẹn là mùa 2020 triển lãm tại Hà Nội, hội Lan Kiếm tổ chức triển lãm tại Hà Nội thì có thể là sẽ có hoa thì mang đi và để mọi người cùng ngắm và sưu tầm. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Em sẽ cố gắng để nói một cách dễ hiểu nhất để giúp để em có thể là trình bày được, để mọi người có thể nghe có dễ hiểu nhất. Vì đôi khi có những cái mà em nói nó cũng chưa tốt thì mong mọi người bỏ qua. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Em chào tất cả mọi người.